tính anh Thành rất là kỹ. Em nghĩ là chắc quay cũng khoảng tháng được cái đó. Tháng không? Chị nghĩ chắc cũng phải nhiều ngày. Nhưng mà nhiều nói ngày chung á, là cái đó là sự nỗ lực rất là lớn của ekip. Nói chung là một cuốn twist, một cái cuốn chơi lớn của ekip. Tại vì thường là với những nội dung mà kiểu rất là bình dân, rất là giản dị như thế này thì tao nghĩ là không cần phải tốn quá nhiều tiền đúng không? Nhưng mà đó là Trấn Thành. Trấn Thành đã chơi là phải chơi như vậy đó mọi người. Em nghĩ là sau đêm nay là hàng trăm bài review sẽ hiện lên về bố già. Chị có gì review không? Em à, chị review có tâm lắm, chị không lấy cá xê luôn á em. Rồi vậy đó hả? Còn em sao? Em cũng vậy, không lẽ em lấy chị à. Em về em live stream 3 ngày 3 đêm, còn chị sao? Chị hả? Chị sẽ bốt lại xuống. Chị bốt chị để mấy bố đêm phim chị rồi ta sẽ bốt lại cho chị. Chị quá trời, dạ cảm ơn mọi người rất là nhiều. Chúc mọi người sức khỏe và mau ra rạp để ủng hộ bố già của Trấn Thành nha mọi người. Tạm biệt mọi người. Chúc bố già thành công. Em nói là không chỉ có chị em mình người những ai mà xem buổi công chiếu ngày hôm nay mới review đâu, còn có những cái suất chiếu sớm nữa, thành ra sẽ có phần review của khán giả. Phần mini game nha, trời ơi đây là cái phần mà dành những ai mà giỏi văn, giỏi võ, mà giỏi mà bay bổng trên Facebook á, đây là cái cơ hội vừa có thể chứng minh được cái văn vẻ mình nó hay, vừa chứng minh được khả năng review của mình, mà nhận được rất là nhiều phần quà hấp dẫn đến từ phim Bố Già. Mọi người ơi hãy nhanh tay lẹ chân ra rạp để ủng hộ phim Bố Già, để mà hãy gì? Tới giờ rồi hả? Đúng rồi, chị nói nhiều ghê á. Dạ tới giờ rồi, tụi em sẽ vô ủng hộ bố già nha mọi người nha. Mấy ba người xin chào và hẹp lại. Tạm biệt mọi người. Trời ơi, nói chuyện với ông này tôi bỏ chồng điểm đó kìa. Dạ em bỏ vợ em luôn kìa chị. Dạ trời đúng rồi, ơi. Trời ơi. Không giống như thường lệ mà mình đi xem những bộ phim của anh Trấn Thành, bởi vì anh Trấn Thành làm rất là cũng lớn hết trơn á, nhưng mà đang trong cái mùa dịch nên rất là tiếc. Đây chỉ là một cái buổi ấm cúng thôi, chia ra làm rất là nhiều suất và mình là suất thứ tư nên mình đang rất là hồi hộp để mà vào rạp xem bộ phim Bố Già, một bộ phim mà đang ngóng chờ từ lúc mà trước Tết. Nên hy vọng là mọi người sẽ đến rạp xem phim Bố Già nhé, mình cũng đang rất là mong chờ để mà xem. Nhưng mà web drama là lấy đi được nhiều nước mắt của khán giả lắm, thì không biết là Xuân kỳ vọng điều gì vào cái bộ phim điện ảnh này? Web drama là web drama, nhưng chắc chắn với cái tư duy anh Trấn Thành thì điện ảnh sẽ là một cái điều nó khác biệt và nó sẽ nâng một tầm cao mới. Tại vì web drama cỡ nào thì chỉ chiếu rạp, chỉ chiếu trên mạng thôi, nên mình đang rất là mong đợi phiên bản điện ảnh này nó khác biệt như thế nào. Ngoài vai của anh Trấn Thành ra thì không biết là Xuân thì vào nhà chính nào như thế nào khác ra. Ngoài anh Trấn Thành thì không còn nói nữa, và anh gây chính rồi, nhưng mà thật ra trên cái poster thật sự là có rất là nhiều người mình mê, từ Má Ngọc Giàu nè cho đến anh La Thành nữa. Rồi chị Lê Giang, đây là ba người mà mình mê, nên mình đang rất là mong chờ khi mà đôi rạp như thế nào. Nhưng mà phim thì chiếu vào cái thời điểm này đang mùa dịch thì có cảm thấy là khó? Chân thành mà nói thì khó khăn thật, mình cũng đang rất là lo lắng, nhưng mà mình nghĩ phim hay thì sẽ được ủng hộ thôi. Thì chỉ chúc những cái điều tốt đẹp nhất cho bộ phim Bố Già. Không biết là Xuân đã coi phim Cái Nhà Lắm Chiêu chưa có phim gì trơn đó. Nhưng mà hai phim này ra song hành thì không biết là nếu mà để xét về danh thu thì nghĩ là danh thu của phim này sẽ nhiều hơn. Thật sự là tôi không biết phim nào sẽ nhiều hơn, bởi vì ai cũng già hết trơn. Bên kia bố già, bên đây bố già, bên kia gái già. Thôi thì mình cứ đợi xem đi, bởi vì tôi chưa xem coi phim gái già nên không biết đó thì sao. Bây giờ mình đang ở bố già thì mình ủng hộ bố già trước rồi đã. Phim gì nữa thì ra mắt mùa này rất là khó khăn, tôi biết sự cực khổ, bởi vì mình cũng làm trong những người làm phim. Mình chỉ chúc cho tất cả anh em luôn vững vàng, luôn yêu cái đam mê để mà nhiệt huyết, để mà thắng. Thì nói thế thôi, bây giờ ở đây ồn quá không mình đâu biết. Thank you.